Chào anh em nhé, hôm nay mình sẽ nói về cái cách để lập vào B, để vào B có tác dụng gì này, hay là cái bảng này có những cái tác dụng gì này. Đầu tiên này, khi mà bạn là một mẫu này, bạn muốn lập vào B này, ấn nâu này, nó sẽ vào lập vào B3 chẳng hạn này. Đấy, mình lập vào B3 ví dụ như kiểu là mình muốn chỉnh ở trên đây ấy, mình thu tem nó nhỏ lại này. To ra x y to ra ấy. Thì mình ấn vào đấy. Phần đây ví dụ như kiểu âm dương này, âm bạn muốn sang bên này 1 tị hay là lùi về bên đây 1 tị thì bạn tùy chỉnh. Phần y cũng vậy, y lên đây hoặc là lùi xuống thì các bạn chỉnh ở đấy. Vì nên là vào cái phần B này rất là tiện lợi luôn, cả bật nhíp chỉ này. Đấy. Khi mà bạn vào phần B ấy, bạn chỉnh âm dương này này, mà nó bị báo lỗi là vượt quá quy trình cho phép của máy ấy, thì bạn ấn lì mờ này. Đấy, nó sẽ ra mũi tên này. Bạn ấn đây vào bộ nhớ 2 này, vào phần K này. Đây, các bạn đặt cái này về âm 99 và cái này dương 99 này, âm 99. Cái này cũng 99 cộng dương là nó sẽ không bao giờ bị lỗi cho các bạn. Nó sẽ không báo vượt qua máy vượt quá bước. Đấy. Còn đây khi bạn muốn chạy 2 tem chẳng hạn thì bạn ấn vào M này, bạn về về đây đã, đây bạn ấn về đây. Đây khi bạn muốn chạy 2 tem chẳng hạn, bạn ấn nâu dưới này là khi ấn M. Đấy, các bạn muốn lập ví dụ chạy 2 tem hay là 3 tem thì tùy. Đây nó có mẫu đây, khi bạn ấn vào đây chọn B3 chẳng hạn, ấn như Enter, nó sẽ dạy chạy cho mình 1 2 3 mô 4. Mình muốn chạy mô 4 nữa, tem 4 nữa thì bạn phải chọn, nhưng mình chỉ có lập 3 tem thôi nên là mình chọn 3 tem. Còn không, bạn muốn về màn hình chính thì bạn ấn phát ra, ấn nâu trên, ấn Enter. Còn đây mình sẽ nói về cái phần U này, U1 này, tốc độ các thứ nữa. Có một cái điều quan trọng nhưng mà chắc ít người biết, U500 này là tiếng Anh hay tiếng Việt các thứ nhá. Đây này, cái này các bạn đặt tốc độ tầm này thì không không bao giờ ấy được lên này. Đây cái mặc định của tốc độ trong phần U này. Ok, xong mình thoát ra đây. Cái bảng này nhá, có thể cắm được vào máy cúc, rồi mình muốn lập một cái bài cúc nào đó cũng được. Cái này mình, các bạn nào cứ đăng ký video của mình đi, rồi mình sẽ lập một cái bài ở trên máy cúc chẳng hạn, 1903 hoặc là 1900 chẳng hạn, hay là có thể lập được cả mẫu bộ ở trên máy cúc.